Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, Hội Cựu Chiến binh huyện Quan Hóa tổ chức Đại hội thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu lần thứ 6 giai đoạn 2014-2019. Đến dự về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Phía huyện có đồng chí Phạm Bá Diệm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động huyện và một số đoàn thể tổ chức cơ sở hội. Dự đại hội còn có đại diện Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh 4 huyện Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh cùng Đảng ủy 18 xã thị trấn và 73 đại biểu là cựu chiến binh gương mẫu, tiêu biểu đại diện cho 2.955 hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện. Trong 5 năm qua, từ năm 2014 đến năm 2019, phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu của các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã được phát động sâu rộng trong toàn hội và phát triển mạnh mẽ toàn diện, bắt kịp với yêu cầu của đời sống xã hội ở địa phương, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo vượt khó vươn lên của cựu chiến binh, phát huy truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Nổi bật là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp hội và cán bộ hội viên. Với trách nhiệm và ý thức chính trị đúng đắn, cán bộ hội viên cựu chiến binh đã đóng góp hàng trăm ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và uy tín trước quần chúng nhân dân, nhiều hội viên cựu chiến binh đã được tín nhiệm bầu vào cấp ủy chính quyền các cấp. Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, xây dựng hội viên gương mẫu. Đến nay, toàn huyện có trên 2.955 hội viên cựu chiến binh tham gia sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở hội. Nội dung sinh hoạt ở từng tổ chức cơ sở hội đã được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Phong trào cựu chiến binh gương mẫu được tiến hành thường xuyên, trở thành phong trào thi đua chính của hội và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, nhất là gương mẫu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đến nay, Hội Cựu Chiến binh các cấp đã nhận ủy thác giúp trên 782 hội viên vay vốn làm ăn với số tiền 29.716.000.000 đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh huyện còn khuyến khích hội viên thực hiện các mô hình trang trại, các mô hình sản xuất, chăn nuôi, thành lập doanh nghiệp sản xuất, mở rộng dịch vụ, kinh doanh như hội viên Nguyễn Xuân Chính của một thị trấn Quan Hóa, chủ hợp tác xã Hợp Phát tại bản Cỗi, xã Xuân Phú, với số vốn lưu động là 60 tỷ đồng, thu hút gần 300 công nhân. Hội viên cựu chiến binh Mai Xuân Sinh, khu phố 3 thị trấn Quan Hóa, giám đốc công ty xây dựng thương mại và môi trường, với vốn lưu động là 20 tỷ đồng, thu hút trên 50 công nhân. Hội viên Lục Đình Kim, khu 3 thị trấn, chủ xưởng chế biến gỗ xoan, doanh thu trừ chi phí hàng năm đạt 150-200 triệu đồng. Hay các gia trại chăn nuôi tổng hợp của hội viên cựu chiến binh Hà Văn Thành ở bản Pượn, xã Trung Sơn, nuôi cá giống sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao, doanh thu hàng năm đạt gần 800 triệu đồng. Hội viên cựu chiến binh Hà Văn Nhuân, xã Hồi Xuân, Hà Văn Thông, xã Phú Thanh, Lương Văn Đượng, xã Nam Tiến, Hà Văn Cường, xã Thiên Phủ, doanh thu trừ chi phí đạt từ 100 đến 150 triệu trên một năm. Đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa xã hội, hội luôn bám sát tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên cùng nhau tham gia, khuyến khích các hội viên tuổi cao nêu gương sáng, đảng viên phải là những cá nhân đầu tàu trong mọi phong trào thi đua. Cùng với đó, các cuộc vận động phong trào thi đua ở địa phương cũng được các cấp hội cựu chiến binh gương mẫu thực hiện. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã vận động 100% hội viên cựu chiến binh đăng ký thực hiện. Đến nay, hội viên cựu chiến binh trong huyện đã hiến trên 7.578 m² đất để xây dựng trường học, nhà văn hóa, tham gia làm đường giao thông liên thôn 16,5 km, nạo vét kênh mương thủy lợi 18 km, thành lập và ra mắt được 10 câu lạc bộ tự quản bảo vệ môi trường với 250 thành viên tham gia, với nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Hàng năm, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh huyện đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu đạt 98%, 100% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh và đồng chí Phạm Bá Diệm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu Chiến binh huyện giai đoạn 2014-2019, đồng thời đề nghị thời gian tới Hội Cựu Chiến binh huyện tiếp tục vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh trong huyện phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau. Các cấp hội tích cực phối hợp các ngành đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên và nhân dân, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả hai chương trình công tác trọng tâm của hội về xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở và giúp nhau giảm nghèo nhanh bền vững.
đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, chăm lo làm tốt các hoạt động tình nghĩa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xóa hết nhà tạm bợ dột nát trong hội viên cựu chiến binh, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, phấn đấu xây dựng được nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Hàng năm mỗi cơ sở hội phải xây dựng được 3 đến 5 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Đại hội đã thông qua và biểu quyết đoàn đại biểu đi dự đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa sắp tới và trao giấy khen cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu huyện Quan Hóa giai đoạn 2014-2019.